bây giờ là đến lúc chúng tôi dắt xe vào. Anh em dắt xe hết xe vào trước đi, xong em dắt xe em sau. Dắt xe vào trước thì bọn anh đi trước mà. Ờ cứ dắt trước đi, xong em dắt sau, em dắt cuối cùng được mà. Phải dắt xe mày vào trước thì bọn tao để mày ra. Em đi, nhưng mà em đi cùng mọi người luôn được mà. Đây để tao quay. Rồi, ok. Ok. Thì dắt đi. Bây giờ là phải cất xe vào nhà Hoàng Minh, không là bị trộm lấy mất. Mà mai chúng tôi còn phải đi sớm cơ. Mai chúng tôi sẽ đi cùng giờ với cả em Duy nhà chúng ta. Người mà tiết 1 của anh ấy bắt đầu vào lúc 6:30. Có thể sáng mai 5 giờ chúng tôi sẽ dậy. Vâng, và bây giờ chúng ta đang di chuyển lên tầng 5, nơi mà chúng tôi sẽ thực hiện phi vụ thế kỷ này. Đã đến nơi rồi. Cho mọi người chiêm ngưỡng quả view sông Hàn tại nhà của Hoàng Minh. View đẹp thì đẹp đến đẹp luôn. Đấy, view mặt hồ. Mặt hồ, ở xa xa còn có cả tàu cao tốc trên không. Rất xin lỗi quý vị bởi vì máy tôi lên màu không đẹp lắm. Buổi đêm quay phim hơi chán, nhưng mà đây là tất cả những gì tôi có thể cho các bạn xem. Ok. Đến với bãi chiến trường. Thanh Duy chào. Ok. Đây là bãi chiến trường. Chúng tôi chưa bắt đầu làm cái bệnh gì cả. Demo. Xin chào các bạn, bây giờ là 1:06 và chúng tôi đã làm xong đợt đầu tiên. Đợt này làm hơi vội, là nói chung là bọn tôi có tấm lòng, mà các bạn không nhận thì là sao bọn tôi nhớ ra. Thật đấy, slogan là tấm lòng là chủ yếu rồi. Tấm lòng đẹp. Anh Thái đang struggle với cả. Các bạn hãy nhớ khi mà cầm lấy nhớ quan trọng là bọn tôi có tấm lòng. Giữ cẩn thận. Đây là Thành Duy mà đang quá chuẩn bị quá chị Thu. Nói chung là chị Thu cứ phải là anh Thành Duy á, Thành Duy mất hẳn 15 phút để chuẩn bị quá chị Thu gấp mà kiểu để quá xong. Dù là đã xong được đầu tiên. Nói chung là mới là 20%, 25%, 20%, 25%. Hai mươi phần trăm anh Thái là người yêu anh Thái, có anh cũng thế mà. Đúng. Và anh Thái là người xinh đẹp. Đây lại khá là thế, hẹn gặp lại anh em lúc nữa nhé. Anh em ạ, bây giờ đang là 3:15. 10 phút tao gặp hai ông. Nói chung là bây giờ bọn em không ai còn tỉnh táo đâu. Không có ai tỉnh táo. Anh này lên thiên đàng rồi. 3:12 phút, chúng tôi đã thức từ 11 giờ.
thứ. Ôi giời ơi, dọn cái đống này. My god. Chuẩn cái này thì phải biết sắp. Cái này đừng có tham lên chứ. Cái này áp, áp sắp nó luôn. Wow. Gì ơi? Em thấy ngày hôm nay của em như nào? Tuyệt. 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 Mày làm gì? Tí nữa phải đi học rồi. Một tiếng nữa đến giờ đi học có gì không? Tí đi đường có đi ngủ rồi. Thái đang nghe bài Thả vào mưa của Trung Quân. Chúng em đang nghe bài Thả vào mưa của Trung Quân. Ôi giời, không thể chịu được. Ý là bây giờ là 5:15 thì có anh này chết rồi. Còn đây là đeo phục lớp nước cho xong. Đây là Đạt và đi là Duy. Nói chung là rất là đau lưng, chủ yếu là đau lưng. Cũng bình thường. Nói chung là chúc anh em, các chị em tớ năm ba vui vẻ và sẽ có những cái người đàn ông tuyệt vời đến với anh em đuổi đánh. Chúc mọi người mãi mãi xinh đẹp và mẹ mày chim to. Tầng năm ba xin lỗi, xin lỗi là bây giờ hơi tã tí, nhìn mặt thiếu sức sống, cái đấy rất là buồn ngủ, nhưng mà nói chung cũng không chúc gì nhiều ngoài chúc chị em sống có được hạnh phúc của đời mình. Ai có rồi thì trăm năm hạnh phúc, càng ngày càng yêu lâu hơn, càng ngày càng hạnh phúc bên nhau. Ai chưa có thì sớm có được người yêu, còn ai đang có crush rồi thì sớm tán được crush. Ai muốn giàu thì giàu, ai muốn nổi tiếng thì nổi tiếng, ai muốn những cái điều gì khác thì mong là mọi người đều đạt được những gì mình mong muốn. Mong là mọi người gắn bó lâu dài với nhóm và đấy, nói chung là mong nhóm phát triển hơn, mong mọi người cũng phát triển hơn, tiếp tục cái đam mê này. Nói chung là cũng chẳng còn gì hết, nhìn nhận lại cái đá thằng nào là người cũng bãi cái đá rồi. Đem gì người phải đi học vào 5 giờ sáng, bây giờ là 4:49 vẫn đang ở đây. Chúng tôi là người viết hết đống thư này, tôi là người viết hết đống thư này với phụ tá là em Duy. Có thời gian xuân đã chúc hết rồi. Chúc vẽ rồi. Mày lúc này có cái gì đấy là... Nên là chúc mọi người cái gì tốt đẹp nhất rồi thôi. Có dự định gì mà vẽ được bài này à? Được bòi. Chúc cho hết đi. Hai phiêu linh ngao tì. Sao là mai mình sẽ đi vào cái lúc mà đang có cái bài này. Chúc mọi người nhớ sức khỏe để đi bách với giúp gang. Mọi người đi bách với giúp gang. Bách cho giúp gang chứ. Chúc mọi người ăn lấy sức rồi đi bánh nhé. Thế chung là thế thôi. Bây giờ bọn em đang ở sau mọi người.